Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bí quyết để làm vật liệu trong Maya nhá, trong thiết kế cơ bản. Thì các bạn đầu tiên thì các bạn hãy vào kênh substance3d này.com nhá, substance3d này.com. Xong thì các bạn hãy download nó về thôi, thử miễn phí này, xong các bạn đăng nhập tài khoản của mình. Vào thế là các bạn đăng ký đăng nhập là xong. Sau thì nó sẽ có nút đao về mình, thì hiện tại mình đã đao về đây rồi nhá các bạn nhá. Đây. Xong thì các bạn nó có 2 1 2 3 4 5 6 3 6 cái để cho mình dùng, thì các bạn có thể dùng Subsen Design này, hoặc là cái này dùng để về kiến trúc này. Cái này thì dùng để các bạn mô tả về những các vật liệu như kiểu sắt thép rồi ví da rồi các kiểu. Đây. Còn là cái này là cái mốt này, 3D mốt này thì các bạn có thể dùng để áp vật liệu cho 3D mắc hoặc là dùng trong kiến trúc hoặc là game hoặc là kinh Hollywood nhá. Thì mình hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái sắp thêm pen này nhá. Hiện tại mình đang đao, các bạn đao về thì các bạn vào sắp thêm pen, không các bạn ấn vào đao nốt ở đây thì hiện tại mình đao đã đao bản version 2019 3.3 này. Đó, thì hiện tại nó đang đao về nhá. Các bạn đầu tiên thì các bạn hãy vào Maya nhá. Maya xong các bạn vẽ cho mình một cái hình bất kỳ nào đấy tùy các bạn. Ví dụ mình vẽ đại cái hình tròn quả cầu ấy đi nhỉ. Xong thì đầu tiên thì các bạn phải vào file này, export selection này. Các bạn export là OBJ này. OBJ export này, cái này các bạn đặt tên là tên file là gì đấy, mình thích đô la, mình chọn đô la đầu tiên này. Xong thì mình ghi là quả cầu này. Đó. Xong thì các bạn chọn tệp này ở đâu, mình chọn ra Descope này. Export này. Chờ nó quay nút nha các bạn nha, xem cái này nó tải không chưa này. Đâu thế? Ủa cái này nó bị lỗi gì vậy? Mình thử export lại nha, export đâu xem nào. Đô la này. À hình như không được tiền hay sao, quả cầu đây. Rồi Descope này, export này. Rồi để mình mở thử cái này. Cái này nó vẫn chưa được. Trong khi chờ đợi thì mình vẽ cho các bạn một cái nón nữa này. Các bạn có thể ấn vào bốn khung nhìn đấy nhá, hoặc là hai khung nhìn thì các bạn bốn khung nhìn cũng được. Các bạn mà muốn zoom vào trực diện thì các bạn ấn phím F nhá. Đó, các bạn ấn phím F ở trên bàn phím ấy. Cái này thì chính là cái vật liệu phát sáng của các bạn này. Mình được tích vào cái đấy xong mình phát sáng phát ra nào. Đi đi. À mình quên mình dùng Unlock Render. Xem cái này nó được chưa?
Đó. Khi các bạn tích vào cái hai sao nữa này thì nó sẽ vật liệu của bạn nó tự phát sáng nhá. Mình thì tăng lên tiếp theo này. Hai sao này thì nó phát sáng, đó. Các bạn thấy chưa? Nó càng tăng lên thì nó lại càng phát sáng. Thế mà mình chọn màu cho nó nhá. Mình chọn màu vàng đi nhỉ. Đó. View lại. Đó, thấy các bạn thấy chưa? Vật liệu của bạn tự phát sáng nhá. Cái transition C này nó là cái độ bóng dần dần thì chọn cái màu gần đồng với cái màu mà các bạn đã chọn nhé. Vật liệu tự phát sáng luôn. Các bạn có thể chụp lại cái cây này nhá, cái key này. Các bạn đầu tiên thì các bạn chọn vào subscene này thì các bạn chọn new selection select này, obj quả cầu. Ok. Cái này thì các bạn cứ để là right click right nhá. Import camera này, ok. Đó. Rồi các bạn có thể nghịch thoải mái luôn. Viewport này. Một bên thì nó là hiện cái vật liệu cho các bạn nhá, kiểu như các bạn trải UV ở trong Maya ấy. Còn bên này thì các bạn cứ xoay tự nhiên thôi. Mình chọn chất liệu này an lên rồi. Bóng quá. Hiện tại này ở trong này nó có rất nhiều vật liệu nhá các bạn nhá. Rồi mũi tên hoặc là quả cầu hoặc là gì đấy đều được hết. Các bạn kéo vào đây này. Đó. Các bạn kéo vào đây thì nó tự add vật liệu cho các bạn nhá. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi mình sẽ kéo cái vật liệu màu đồng này nhá. Đây các bạn không thích thì các bạn có thể kéo con vật liệu ông sao này, này. Nó trong này nó có rất nhiều cái hay nhá. Mình thử kéo thêm vật liệu màu xanh này. Đó các bạn thấy chưa? Đấy, không thì các bạn kéo thêm cái vật liệu này vào. Hoặc là các bạn có thể cộng thêm này. Hoặc là xóa đi này. Đó. Mình xóa nó đi chẳng hạn. Scale nó lên. Đó. Hoặc là các bạn có thể xoay nó đi này. Đó. Xoay offset cũng được. Hoặc là xoay rotation đều được nhé. Trong này nó có hàng nghìn file vật liệu các bạn nha, các bạn cứ thoải mái mà dùng. Dùng bao giờ các bạn thấy chán thì thôi. Rồi. Mọi người khi áp vật liệu vào đây thì các bạn đã thấy nó chưa hiện ra đúng không? Mình sẽ chọn cái file đấy nha. Ở đây.
Các bạn quay lại nhá. Các bạn tích chuột vào đây này. Các bạn file nhá, các bạn Ctrl Shift E này. Các bạn để file này gì này, JPEG này. Cái này thì các bạn chỉ chọn được 8 bit thôi nhá. Ổ các bạn muốn new này, deadcope này. Tên chẳng hạn như là DD này, select này. À mày à, trong này đi, new trong này đi. Xong các bạn tích vào cái configuration này nhá. Các bạn thêm một cái tên này. Các bạn rename cho nó này. Thôi đại loại mình cứ để là cái này đi. Các bạn chọn hệ màu nhá. Hệ màu là gray, đen trắng này, RGB này hoặc là RGB cộng alpha này. Mình chọn hệ màu RGB nhá. Đặt tên cho nó nhá. Ví dụ mình thích Dona, mình đặt Dona này, DD này. Shift trừ T này chẳng hạn. Rồi. Đây, ví dụ các bạn kéo cái display này vào thì các bạn chọn kênh RGB channel này. Mình chọn RGB channel là được. Xong các bạn chọn export nhá. Đó nó sẽ chạy này. Open folder lên này. Đó các bạn thấy chưa? Sau mình sẽ vào Maya này. Mình chọn cái này là màu nam bớt à. Ví dụ mình vẽ thêm quả cầu nữa cho các bạn xem nhé. Đấy nhá. Mình chọn file này. Các bạn chọn để cái thư mục các bạn đã chứa nhá. Đó. Các bạn dán nó vào. Các bạn kéo vào đây rồi các bạn ấy bấm phím đây nhá. Đó. Khi các bạn tích vào cái này thì nó sẽ hiện lên cho các bạn nhé. Mình sẽ tích vào cái khung lưới. Đó các bạn thấy chưa? Vật liệu các bạn đã vào trong này rồi nhỉ? Các bạn có thể tăng giảm độ sáng hoặc là gì đấy. Thì các bạn thích. Mình thử render cho cái đèn vào nhỉ? Đánh cái đèn là live phát grid này. Âm biển hai đi cho nó máu nhỉ? Cho nó to lên phát này. Có cái đèn trên này, này. Window này, render edition này, render view này, file này. Đó, các bạn thấy chưa? Cho cái đèn vào cái vật liệu của bạn khác hẳn luôn. Rồi xin chào mọi người nhá, mọi người thấy hay thì mọi người hãy subscribe kênh của mình nhá. Để mình sớm ra video cho các bạn nhá.